trên 100 triệu chúng ta sẽ sở hữu ngay được một chiếc đồng hồ Omega chính hãng New. Đây là phiên bản thép với dây da màu đen, mặt ngoài là da cá và bên trong là da Swiss. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Hôm nay một chủ đề về đồng hồ Kỳ Lân trân trọng giới thiệu. Đây là chiếc đồng hồ Omega chính hãng được khách hàng đặt của Kỳ Lân, và đồng hồ này là một trong những thương hiệu đồng hồ về sự sang trọng từ rất xa xưa đến giờ rồi. Thương hiệu Omega thì chắc chắn rằng tất cả chúng ta ai cũng đều biết. Và hôm nay Kỳ Lân vinh hạnh vinh dự khi được giới thiệu một chiếc đồng hồ Omega chính hãng và do khách hàng đặt của Kỳ Lân Luxury. Đây là chiếc đồng hồ New, full set gồm có hộp và sổ thẻ, một cái tab chính hãng. Đây là cái hộp mà cơ chế hoạt động của hộp này rất là tinh tế, ở chỗ ngay đây có một cái chốt để chúng ta nhấn vào thì chúng ta sẽ mở được cái nắp hộp. Và bảo vệ cái hộp đẹp sang này thì sẽ có một cái hộp giấy to hơn, và bên trong chứa ngăn đựng sổ nè, đựng thẻ. Thẻ cũng được để trong một cái ví thẻ mà hãng cung cấp sẵn trong cái hộp này. Đây là hộp giấy bên ngoài, rất sang trọng. Trên 100 triệu một tí thôi, chúng ta sẽ sở hữu ngay được một chiếc đồng hồ Omega chính hãng New. Đây là phiên bản thép với dây da màu đen, mặt ngoài là da cá và bên trong là da Swiss. Đây là một chiếc đồng hồ New với size 41.5 này thì phù hợp hầu hết cho tất cả những người đàn ông. Đeo vào sẽ rất sang, rất đẹp. Hiện tại có rất nhiều thương hiệu đồng hồ từ thụy sĩ nổi tiếng như là Rumler, Hublot, Rolex, Richard Mille, Jacob, Patek Philippe, v.v. Thì Omega là một trong những thương hiệu mà đồng hồ cũng rất được nhiều người thích và là một thương hiệu từ lâu đến giờ. Và đặc biệt là những anh chị, những cô chú rất thích Omega nên là đeo đơn giản nhưng rất đẹp, rất sang. Thì tùy vào cái nhu cầu sở thích của chúng ta. Nếu như quý khách nào đang thích những chiếc đồng hồ Omega chính hãng thì hãy liên hệ với Kỳ Lân Luxury để chọn cho mình những chiếc đồng hồ đẹp nhất và ưng ý nhất với chất lượng tuyệt vời nhất. Những chiếc đồng hồ mà Kỳ Lân tuyển chọn những mẫu đẹp nhất để mà phục vụ giao lưu đến với tất cả quý khách. Một lần nữa Kỳ Lân xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân, và Kỳ Lân kính chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury trong những dòng sản phẩm sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.